Giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách trồng cây sầu riêng. Để được trồng được sầu riêng thì cần phải có phân chuột. Không có thì cũng không sao, nhưng mà có phân chuột thì sẽ tốt hơn. Và đây là phân bò. À, đây là cây sầu riêng ruột đỏ. Bây giờ là đi trồng thôi. Và bây giờ là công đoạn là đây quốc đi mạnh tao quốc đây trộn là đất rồi. với phân bò. Sau khi chọn được cái vị trí trồng xong thì bây giờ bắt đầu đổ phân bò xuống và đất trộn lên, trộn đều lên. Trộn trộn nhiều đất vô, phân bò nhiều quá trồng chín ngắt. Sau khi trộn phân bò xong thì móc một cái lỗ. Một cái lỗ nó sâu hơn cái đáy bầu cây một chút. Nhưng mà phải trộn hết mấy cái phân bò dưới lên, chứ còn phân bò cục cục là nó đụng rễ nó hư rễ. Rồi sau khi cái lỗ đã được móc xong thì cái cây sầu riêng ta tháo bịch nó ra và đặt xuống. Bịch này có thể dùng dao để cắt hoặc là dùng tay để xé thôi, nhưng mà cẩn thận để cho cái bầu nó không bị bể. Xong, đưa cái đít lên coi. Đây là cây sầu riêng này nó rất là nhiều rễ rồi, và bây giờ đặt xuống trồng. Như vậy thì cô dùng cuốc lấp đất lại thôi. Nhưng mà ở miền Đông thì chú ý trồng nó thấp hơn cái vị trí xung quanh một chút, hoặc là phải dùng đất đắp bòn xung quanh lên để tiện tưới nước vào mùa nắng. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn nếu như ở miền Tây thì phải đắp một cái mô cao lên, càng cao càng tốt. Nhưng mà đó là trường hợp miền Tây, chứ miền Đông thì không cần. Miền Đông thì trồng nó thấp hơn vị trí xung quanh một chút để tưới nước là được rồi. Và bây giờ dùng đất lấp lại. Dép vòng cái chân mày á. Ừ, sát sát trong chân mày á. Ừ, nó cho nó cái hõm ở giữa luôn để tưới nước luôn. Rồi đáp luôn. Vừa vừa thôi. Đáp ngay bầu chính ngắt đó. Rồi cao rồi thấy chưa? Dán ở dưới ngược lên được rồi. Giờ lấy cuốc dán ở dưới lên cho nó thành cái thành nó cao lên. Ừ. Móc ở trong này nè, cái thấp rồi. Không, anh dán cái đó làm cái thành nó cao lên nó đó hơn vậy đó. À, và bây giờ đến công đoạn là cuốc đắp một cái vòng ở bên ngoài cho nó cao hơn gốc cây để mà tưới nước nó đọng lại. Cái việc này thì không không phải là việc quan trọng, kỹ thuật quan trọng gì cho lắm. Nhưng mà nếu như không đắp thì lúc tưới nước tụt hết và lúc đó phải tưới Dài. thường xuyên và rất là cực. Giờ này khỏi tưới nước. Móc ở trong đó ra cho nó cạn luôn. Rồi bên kia móc trên cái nữa được rồi. Như vậy là quá trình trồng đã xong. Cây sầu riêng ruột đỏ đã trồng tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Thế giới cây giống tại xã Trường Văn Thố, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Và chúng ta nhìn lại một lần nữa. Đây là cái cây. Và cái vị trí gốc trồng nó thì thấp hơn cái vị trí vòng đất xung quanh một chút để mà tưới nước đó. Rồi, kỹ thuật trồng cây sầu riêng như thế là xong. Và khoảng sau 1 tháng cây nó phát triển thì chúng ta có thể bón phân hóa học hoặc là dùng phân bón lá. Nhưng mà trong cái giai đoạn trồng này thì tốt nhất chỉ dùng phân chuồng mà thôi. Dùng phân hóa học cũng được, nhưng mà nó thích hợp cho người nhiều kinh nghiệm. Chứ người không có nhiều kinh nghiệm thì nhiều khi phân hóa học
sử dụng trong giai đoạn này nó sẽ bị sốc. Quá trình trồng đã xong. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại trong video sau.